Hello mọi người, gió to quá. Vị trí này đang nằm ở tầng 8 mọi người nhé. Nhà ở xã hội Bình Phú 2. Đây là một trong những căn thương mại của tòa nhà này. Căn này tích khoảng 65m2, được thiết kế 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 2 toilet và không gian bếp. Thì trước mắt thì mình coi mọi người không gian bếp này. Đây là những cái mà chủ tư người ta bàn giao luôn, cơ bản luôn đấy. Thì bao gồm tủ bếp và vòi rửa chén. Tủ bếp chất lượng rất là tốt. Nước nồi thì cũng có luôn rồi. Đây chúng ta có thể lắp máy hút ở đây. Đây là phòng khách, đây ở căn góc cho nên phòng khách được có view khá là đẹp. Trời hơi mưa. View đây. View phía này là nhà ở xã hội Hoàng Quân này, trường cao đẳng du lịch. Đây là ra biển này, các tòa nhà thôi. Chúng ta di chuyển cũng đường đi Bến Phủ ấy. Đây, chúng ta có thể đến ra biển thì hơn 1 km thôi, rất là gần. Đây là toilet. Toilet thì được trang bị vòi tắm, lavabo và bồn cầu rồi. Rất là tốt. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ này thì cũng view biển luôn ạ. Chúng ta có thể đặt giường ngủ ở đây. Sáng giờ thức dậy thấy cái khung cảnh này. Không gian này chúng ta có thể lắp tủ. Tủ mọi người nhá. Ok, rất là tốt đúng không ạ? Chất lượng khá ok. Đây là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai thì được trang bị toilet phía trong luôn. Đây có bồn tắm đứng. Ok. Đây cũng không gian chúng ta để tủ này. Còn giường chúng ta để vị trí này. Đây. Rồi, còn đây là cửa sổ. Ngoài đây thì chúng ta có thể tận dụng làm dây phơi đồ và để các cái đồ nóng của máy lạnh. Chung với một căn hộ này thì một gia đình hai vợ chồng và hai cháu nhỏ ở thì rất là phù hợp và thoải mái. Vâng, quý anh chị em có nhu cầu quan tâm đến căn hộ Bình Phú hoặc là mua thì hãy liên hệ với em qua cái kênh YouTube của Hoàng Giang TV Mua Nhà Mua Đất Nha Trang hoặc số điện thoại là 0989 926 560. Vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video chia sẻ về các cái dự án cụ thể tiếp theo.